Huỳnh. Xin tái ngộ với cô. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. Xin chào. Dọn về chỗ mới rồi. À dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ. Chỗ mới đâu vậy chú? Tới bên chỗ cũ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quý vị thấy Lộc đang ngồi đâu không? Đang ngồi cái phòng này, cái phòng là của Gia Linh. Cái phòng này là Gia Linh ngồi tự làm những cái video mà về ăn uống á. Xong rồi cái mình post lên để mà phục vụ cho các bạn nhỏ để mà coi những cái video ăn uống bên Mỹ này, nó hay có cái style đó. Thì hôm nay có một cái món quà đặc biệt của một người bạn gửi đến cho Gia Linh, sinh nhật, quà sinh nhật mà hơi bị muộn. Ok, để kêu Gia Linh nha. Linh ơi. Dạ. Come here con. Ok. Mẹ ơi, mẹ bịt mắt Linh lại nha. Mẹ vô đây luôn đi. Vô gì, vô gì? Bịt mắt Linh lại nha. Rồi, Linh ngồi nha. Chuyện gì vậy? Cái gì? Chuyện gì? Hôm nay có một cái món quà cho Gia Linh. Wow. Có một món quà cho con. Đâu quà gì đem lên? Ok, chuẩn bị nha. Hello. Rồi nha. Mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Cái gì nha Linh? Cotton candy. À, cotton candy hả? Cái đồ làm cotton candy hả? Hả? Đã rồi ta. Linh muốn làm gì không? Ủa mà ai tặng vậy? Ồ. Mà gia đình Nguyễn family tặng cho con đó. Cô Huỳnh với lại chú Gia đó, hai vợ chồng mà có 5 người con. Ok, what say to Nguyễn family? Cảm ơn Nguyễn family tặng quà sinh nhật cho con. Rồi cúi đầu dạ cảm ơn nàng quà. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ đem trả lại ha. Đem trả lại cho cô chú đi. Giờ con muốn mở này ra không? Dạ. Yeah. Ok. Giờ mở ra đi, mở ra làm thử cái nha. Thử cái nha. Để ba làm cho. Mở. Tớ làm 3 cái. 3 cái luôn hả? Chi dữ vậy? Cho mẹ ơi, con. Mẹ mày con, mẹ ăn này mày mập lắm. Đúng mẹ sẽ con. Ok, mới đầu tiên mở ra thì có cuốn sách hướng dẫn để mình làm. Yeah. Ồ, có cái xe. Ồ, dễ thương. Đây quý vị nhìn nè, đây có cái xe. À, có cái cây đó mình làm nữa nè, cái cây mình quẹt cây. Rồi để mình vô đi chị. Cái này là cái chắc là đồ múc để bỏ đường vô nè. Ồ, một khúc này hả? Một khúc đó. Cái đó luôn. Lọc nha, có gì đây? Hộp này là cái gì? Bắp. Rồi, chắc nhờ mẹ vô rửa cái nha, mẹ vô rửa cho nó diệt khuẩn nha. Ồ, đây nó có một cái đèn với lại một cái để mà... Nó nóng. Ok. Bỏ này. Rồi. Bây giờ mẹ đi rửa đó xong, mình bỏ candy vô, mình sẽ làm cotton candy, kẹo bông gòn cho mọi người thấy nha. Bỏ sugar vô chứ. Bỏ đường vô nha. Ok. Cái này nữa nha, cái này là cái đề đường nó sẽ quay trong đây nè. Xong nó sẽ tạo ra bông gòn ha. Mình coi nha. Ok. Nó kêu là mình phải mở cái này trước. Warm it up 10 phút before con bỏ cái sugar vô. Bây giờ ba sẽ gắn này vô ha. Gắn này vô trước. Okay. Đó. Để gắn hoàn chỉnh này. Cái máy này cũng hay ha, nó có cái đồ hút nè. Để mình để bàn nó không có bị shaking á, lên nó không có bị rung á. Nó hút nè, nó không có chạy á. Rồi, bây giờ ba sẽ bỏ cái khao 10 phút nha Linh. Alexa, set timer to 10 minutes. 10 minutes, start now. Thumbs up. Yeah, 10 phút rồi. Alexa, stop. Thank you. Ok. Có chuẩn bị sẵn 2 bịch đường, một bịch màu đỏ là cherry berry. Một mình màu xanh là blue raspberry. Ok. Còn một cherry berry. Ok. Rồi. Trong cái sách đó nó kêu là sau 10 phút là mình bấm tắt. Bấm tắt để cho cái này nó ngưng. Để mình đổ đường vô. Chứ nó đang chạy mình đổ đường vô là nó văng tứ tung. Ok. Để rồi vô xong rồi mới thanh nó lại. Ok. Rồi, bây giờ bỏ vô ấy đi để mẹ quay ở trên này quay xuống đó. Okay, một khúc thôi, một scoop thôi. Scoop. Yes. Scoop. 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 Ok. Ủa, sao thấy nó đâu có hồng đỏ gì đâu hả? Nên con đừng có đụng, nó nóng đó nha con. Nóng nha. Chuẩn bị nha. Quay nha. Hy vọng đừng văng nha. Từ từ. Đừng văng nha. Yeah. À, từ từ. Sợ. Con đợi chút xíu nữa nó sẽ có mấy cái web á, nó thành web. Nó thành mấy cái sợi á. You see it? Nó xoay vòng. Quý vị, đó, bây giờ nó lên. Wow. Nó lên rồi nè quý vị. Đó. Xoay sau nó xuống. À. Nó quay xung quanh nó nhiều quá kìa. Wow, thơm quá Linh ơi. Oh yeah. Bự quá. Đó. Candy bự quá. Lên quay mặt này coi coi. Thích không? Dạ con thích. Dạ con thích. Wow. Có một muỗng đường thôi đó quý vị. Mà nó ra quá trời vậy nè. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Sau mùa dịch này đi bán kẹo bông gòn được đó nha. Bán lời lắm á. Có chớp mới. Đó, ok. Nè vậy lên. Đã không? Được con ăn đi, có chừng nóng. Ngon không? Số 1, ngon ha. Ngon cái món gì vậy ba? Ngon. Ngon cái xe gì vậy ba? Ngon mẹ. Ok con. Trời, nói con tình trên điểm mới nhớ hồi kỳ lúc Gia Linh mới có 4 tuổi rồi. Cái đi về Việt Nam. Cái thấy đi mấy cái xe đẩy ở ngoài đường bán đó. Thèm quá năn nỉ ăn. Trời ơi, mà lúc đó cũng chiều chỉ mua cho một cái mà hên nha, mới bóc ăn 1-2 cái Gia Linh chơi dở quá, Linh không ăn nữa. Chắc là nó đắng. Xong rồi về nhà. Ôi, đau bụng. Tiêu chảy. Trời ơi. Mà mình nghĩ ra cái này. Hết hồn, hết vía luôn. Cái này đâu có tốn nhiêu tiền đâu ta. Có một cục đường chút xíu à, bịch đường chút xíu à mà cũng làm giả nữa. Bởi vì mình cũng sơ sót, mình nghĩ có chút xíu đường là làm nguyên cây rồi mà. Không ngờ nó cũng làm xài mấy cái đường mà hóa học đó. Đường hóa học hay sao? Trời ơi, chưa được mà Linh ăn hết rồi. Hết rồi. Ngon không? Đại lý sạch. Ngon lắm hả? Đại lý sạch là cái gì? Dạ ngon lắm. Con nhìn cái này quý vị phải đợi cho nó chút xíu cho nó nóng, lên. Chảy cái đường ra. Chảy đường ra mới được. Hả? Yeah. But I'm the only one who eat it. Phải không? Con phải share với bạn chứ. Đi được mà. Ba Điền phải chia cho bạn. Nó trái nó phải về. Không, mình không có làm Ba Điền. Giờ thì hình như mình chỉ cần để đây thôi em ơi, không cần phải đi quay vòng nữa đâu. Nào đó. Nó cuốn lên nè. Nó ăn cái. Đó, có kinh nghiệm mới làm. Kinh nghiệm mà ha, bây giờ làm đẹp rồi đó. Út là cái này là kẹo bông gòn. Con không biết đâu mẹ nói mà. Đúng rồi. Thì con không biết ba mẹ chỉ con. Rồi ăn ngon không? Ăn ngon không? Giờ con nói một lần nữa con cảm ơn đi. Con cảm ơn Nguyễn family. Dạ, con thích không? Dạ. Dạ con thích lắm. Ok, rồi đi ra ngoài ăn chơi đi ha. Rồi, ra ngoài chơi đi. Ra ngoài hả? Yeah, go outside. Ra ngoài ăn chơi ba mẹ quen chút xíu nha. Câu. Bye bye. bà cô chú. Rồi con ra chơi đồ chơi ha. Dạ. Sướng ha, có cái đồ làm kẹo này cho Gia Linh khoái ha. Nhưng mà không có dám cho ăn đường nhiều đâu. Trời ơi, chị ăn đường nhiều chị sung lắm. Con gái mà hơn con trai á, quậy lắm. Chơi rồi nhảy nhót rồi giỡn nha, trời, giỡn là giỡn không nổi với chị luôn. Thì đó, ba mẹ cũng như bạn của nó, tại vì nó có mình nó. Có như là không có ai chơi thì cứ ba chơi với con, xong rồi cái mẹ chơi với con, xong rồi ba chơi với con, mẹ con suốt ngày vậy đúng không? Hai phiên chơi, nhất là mấy ngày nay nghỉ học rồi, trời ơi, mệt với chị. Tối mà mỗi lần mà leo lật lên trên giường nằm là rêm cái mình, rêm lưng luôn, chơi giỡn chị suốt ngày. Hôm nay là ngày 9 tháng 4, 2020. Hôm nay là cái ngày mà chính phủ sẽ phát hành cái check gửi cho tất cả mọi người đó. Thì mình có account thì sẽ direct deposit cho mình, thì chắc có lẽ mình sẽ sớm nhận được trong vòng một chắc không lo nghĩ khoảng 3-4 ngày tới. Và cái check thì họ sẽ gửi đi, thì chúng ta sẽ nhận được khoảng từ 2 tuần. Từ 2 tuần có thể là nhiều khi sẽ lâu hơn, tại vì họ làm theo từng ngày đó, trình tự họ làm thì có lẽ lâu hơn. Ai mà có tin mừng mà nhận được cái số tiền đó direct deposit thì nhắn cho Hồng Loan biết nha. Nhắn lên đây nha để chia vui cho mọi người. Dạ, coi như chúng ta có một số ít tiền để mà trang trải trong những cái lúc mà mình không có thể đi làm việc. Và bây giờ là 3 giờ trưa thì Hồng Loan xin phép thông báo cái tình hình bệnh dịch của ngày hôm nay. Đó là ở Mỹ mình là 463.433 ca bệnh. Số người chết là 16.504 và số người được chữa khỏi là 25.139. Như vậy là từ mua giờ là 38.000. Trời ơi, hôm qua Hồng Loan thông báo lúc 2 giờ rưỡi, bây giờ là 3 giờ, thì cũng hơn 24 tiếng đồng hồ một chút thôi mà tăng 38.000. Và số người chết gần 2.000 người. Số người recover thì được gần 3.000 người. Cái gì con? Hả? Đưa đây con. Cái gì? Muốn ăn nữa. Muốn ăn nữa ngon quá hả? Chút nữa đi ba làm cho. Ba nói xong rồi ba làm ha. Ok, chút nữa ba làm cho. Ăn con chắc. Ok, đóng cửa lại cho mẹ. Thank you. Giống như là gì đó. Đang làm việc hay là gì đó. Lộc ngồi làm việc ở nhà cũng chạy vô, lâu lâu khách đang ngồi thu âm, thu băng vậy. Bữa gặp chị Như Huỳnh cũng vậy, cũng chị đang ngồi thu âm cứ chạy vô, ba giúp cho con này được không? Chị nói trời sao dễ thương quá vậy. Chạy vô, ba làm strawberry smoothie cho con được không? Là nói là ba làm strawberry smoothie là the best on the world. Chắc số 1. Giả bộ nói là nói vậy để ba nó mỗi lần mà nói cái ba làm liền. Rồi trở về với lại ca bệnh thì chúng ta cũng biết đó là trong cái tuần lễ này là căng thẳng cho nên mọi thứ nó đều tăng lên hết. Hôm nay mình không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, tại vì chuyện này mình cũng đã biết rồi. Thì hy vọng những ngày sắp tới thì mọi thứ sẽ giảm xuống từ từ ha quý vị ha. Gần đây thì có một cái phong trào là mọi người đi mua trứng gà xong rồi về ấp thành gà con. Trời ơi. Để nuôi. Ấp được không? Được. Chẳng hạn như hai vợ chồng của nghệ ca sĩ Hồng Ngọc cũng mua một số trứng và ấp. Và cũng nở gà con nha, cũng được như là 5-6 con vậy đó. Giỏi hả? Giỏi lắm. Rồi có một số rảnh quá không biết làm gì. Bây giờ phải nuôi gà. Biết đâu mốt nó lớn nó đẻ nó trứng rồi xài trứng không? Mỗi con gà là cứ ngày là đẻ cái trứng vậy đó, mà mình nhiều con thì một ngày mình có một số trứng mình xài. Nhiều cái trang trại mà nhiều cái nhà ở miền nông thôn họ cũng làm một cái sân vườn nhỏ xong rồi mua gà con. Xong rồi nuôi để chờ lớn lên để mà có trứng ăn, coi như là fresh từ đầu đó chứ không có bị giữa chừng. Sợ nhiễm. Ví dụ như ta trang trại người ta nuôi á, thì nhiều khi người ta còn bán lấy thịt được. Chứ mà gặp mà mình mà nuôi ở nhà chắc mình không có dám làm thịt đâu ha. Mình nuôi cái mình thương lắm. Tội nghiệp lắm mà. Chỉ lấy trứng thôi thì ok, chứ gà chắc không dám. Không dám đụng, nhưng mình nuôi gì mình thương lắm. Ngày hôm kia đó thì Hồng Loan có được biết là Ông tỷ phú Jack Dorsey là cái người mà lập ra cái trang mạng Twitter đó quý vị. Ông đã hỗ trợ cho nước Mỹ 1 tỷ đô la. Wow. 1 tỷ đô la để mà giúp cho nỗ lực khắc phục COVID-19. Gia tài của ông thì có khoảng hơn 3 tỷ đô la một chút. Có nghĩa là ông chi ra 30% gia tài của mình. Cái vấn đề không phải là số tiền nhiều ít, mà cái mà ông dám chi ra 30% gia tài, đó là một cái số rất là lớn. Không có dễ gì ai mà dám làm những cái chuyện như vậy. Rất là cảm ơn một cái tấm lòng tốt rất đáng quý của ông. Hôm qua Lộc cũng nghe cái tin là ở Việt Nam mình đã xuất qua bên Mỹ cái bộ đồ mà bảo hộ cho người, giống như là bảo hộ để cho người ta đi tiếp bác sĩ này nọ đó, hoặc là những nhân viên y tế, để 450.000 cái, là chỉ 1/10 thôi. Hình như là bên tổng thống Donald Trump là đặt là 4,5 triệu cái, và họ đã gửi được 450.000 cái trước rồi. Cái này là đơn đặt hàng mà của Mỹ trong một cái thời gian dài. Tường cũng rất là mừng cho Việt Nam, và cũng rất là cảm ơn Việt Nam là đã làm rất là nhanh những cái sản phẩm này để gửi qua kịp thời trong cái lúc mà Mỹ rất là cần thiết. Thì cái đó là nhờ sự hỗ trợ của công ty FedEx, cũng như là công ty DuPont, là cái công ty mà chuyên sản xuất ra đồ này. Thì thường là họ sản xuất ra, họ bán ra là 200 đồng một bộ, nhưng mà trong thời điểm này đó thì bên chính phủ Mỹ, là bên đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam có nói chuyện với lại bên công ty mà may đó, thì họ đồng ý là may là với giá gia công là 50 đồng cho một bộ đồ, và tất cả mọi vật tư là của Mỹ chuyển qua hết. Cho nên hy vọng rằng những cái vật dụng mà của Việt Nam mà sản xuất đem qua Mỹ là đạt tiêu chuẩn tốt, để mà Việt Nam chúng ta có cái cơ hội để nhân cái đây là cái cơ hội để Việt Nam mình vươn lên về cái kinh tế, và cho thế giới thấy là Việt Nam cũng làm được và làm tốt, để mọi người sẽ quay lại làm việc với Việt Nam ngày càng nhiều hơn nữa. Mà anh không biết tốt hay không, miễn mà Việt Nam làm, không phải Trung Quốc làm là được rồi. Anh thấy là Việt Nam mình phải làm nhiều hơn nữa. Hồng Loan có vô cái Twitter của ông Donald Trump á, thì khi mà ông đưa lên cái lời là cảm ơn hai cái công ty FedEx and DuPont, and cảm ơn những cái người bạn ở Việt Nam, thì có rất là nhiều người nước ngoài nha quý vị, họ lên họ cảm ơn Việt Nam, cảm ơn đã làm trong một cái thời gian gấp rút mà chuyển qua cho kịp thời, là thứ nhất. Có những người lên nói thì rất là mừng là Mỹ đã không đặt hàng ở Trung Quốc, bây giờ người ta không tin tưởng Trung Quốc nữa. Và sau cái ngày hôm qua mà Hồng Loan nói với quý vị về vấn đề mà ông tổng giám đốc của WHO đó, là tổng thống Trump là hăm dọa là sẽ cắt đi cái nguồn tài trợ 130 triệu đô, thì ông đã lên tiếng. Hồ Cát Tuyền phải lên tiếng thôi. Hồ Cát hỏi đó, từ bữa tới giờ người ta lên, người ta ký tên để mà bắt ổng từ chức này nọ, ổng im lặng, ổng muốn nói gì hết, nhưng mà ngày hôm qua là ổng lên tiếng liền. Và ổng lên tiếng thì ổng cũng nói là nhiều vấn đề, và trong đó thì cái vấn đề mà làm cho mọi người mà cảm thấy là tức giận nhất là ổng nói cái câu là nếu mà quý vị không muốn có thêm nhiều bao đựng xác, quý vị hãy ngừng chơi trò chính trị với nó. Hãy vui lòng dừng chính trị hóa COVID-19. Và ý ông nói là hãy lo tập trung để mà chữa bệnh COVID-19 đi. Đừng có đem nói về chính trị giữa Trung Quốc, Mỹ hay là các nước khác vô đây rồi đổ lỗi qua lại, mà cái số lượng người chết ngày càng tăng hơn. Giống như là muốn để cho qua cái vấn đề này. Ông cũng có nói là cái sức chịu đựng của ổng để mà người ta cứ lên mà kêu ổng từ chức đó, thì ổng sẽ làm thêm 30 năm nữa. Ổng cũng sẽ không từ chức. Cái này là mình đọc mình biết thôi, còn tùy cảm nhận của mọi người thích ổng hay là không là tùy á quý vị ha. Ở bên Mỹ như một số các nước châu Âu đó, khi một người leader, một người mà đứng đầu đó, mà họ là nhân viên của họ làm sai bất cứ điều gì mà tổn hại rất lớn họ tự động họ từ chức. Cái đó là cái sự bình thường bên đây. Tại vì họ không đủ khả năng họ làm thì họ phải nhường cho người khác có đủ khả năng, có đủ nhiệt quyết làm hơn. Cái đó điều bình thường. Còn đằng này ổng nói về thì chẳng giống như là ổng cái đó là người ta nhìn thấy lỗi người ta, còn ổng nói này chỉ là ổng thấy cái lỗi. Có nghĩa là quý vị thấy không, đã ở bên Trung Quốc bùng phát quá trời rồi, bên châu Âu bùng phát, ổng cũng chưa tuyên bố đại dịch nữa. Ông tuyên bố quá chậm đi, cho nên tất cả khắp nơi là tình hình nó mới trở nên quá nghiêm trọng như vậy. Hồng Loan cũng xin thông báo quý vị biết là có một người bạn đã gửi cho Hồng Loan một cái giấy là từ cái Costco. Costco ở gần khu vực của mình đã có một người bị nhiễm virus corona. Đó, cho nên quý vị đi chợ rất là cẩn thận. Nói vậy nhưng mà khi mà họ phát hiện ra là họ sẽ đóng cửa và họ sẽ clean up rất là sạch sẽ, tiệt trùng hết. Trong mấy ngày rồi họ sẽ mở cửa lại. Nhưng mà vấn đề là nhân viên thì mình không có biết là có bị lây lan nhau hay là không. Thì chúng ta khi mà đi chợ thì phải rất là cố gắng cách xa và đeo khẩu trang. Quý vị nhớ Hồng Loan nói là cái đồ, cái túi mà túi lọc mà của cái máy hút bụi đó quý vị, chúng ta mua cái đó về chúng ta cắt ra, chúng ta bỏ vô cái khẩu trang của mình cho nó bảo đảm hơn nha. Và cố gắng nếu mà không có cần thiết phải mua đồ ăn ấy thì cũng đừng đi chợ nữa. Và ngoài ra đó thì có một cái cửa hàng McDonald's ở trên Los Angeles cũng đã có một người nhân viên bị nhiễm COVID-19. Họ ghi, họ trên báo Mỹ họ ghi rõ ràng đó là cửa hàng McDonald's ở trên đường Crenshaw Boulevard ở trên Los Angeles, cho nên quý vị mà sống ở vùng trên đó chúng ta nên cẩn thận. Khi mà có cần đi mua thức ăn to go đó thì cũng phải rất là cẩn thận nha quý vị. Cũng Los Angeles thì theo thống kê họ nói tại sao mà Los Angeles lại nhiều cái bị người lây nhiễm nhiều quá như vậy, thì họ mới thống kê thì họ thấy những người mà homeless á, vô gia cư á, họ nhiều quá đi. Tại cái thành phố nào mà quý vị để ý đi, thành phố nào mà càng phát triển chừng nào thì homeless càng nhiều chừng đó. Tại vì họ đến để mà họ xin tiền rồi họ giống như là họ tìm cách sinh nhai sinh sống. Tại vì thành phố quá là càng phát triển thì cái thành phố nó càng phức tạp, càng dễ lây lan bệnh. Cái lượng người mà homeless, người ta không có nhà ở, ta ăn ở rất mất vệ sinh nhiều rồi, lắm ở trên đó. Trời, lúc trước Hồng Loan chạy freeway nhìn hai bên là người ta giăng liều, người ta ở đầy hết, coi như là, mà chính phủ chưa thể nào giải quyết được. Không được, tại vì nhốt họ, cho họ vào cái nhà đàng hoàng, chính phủ có nhà. 2 ngày sau thấy họ đi ra ngoài. Tại cái đời sống của họ cảm thấy vậy là họ thoải mái hơn. Họ không muốn bị gò bó bởi chính phủ. Nhưng mà hiện tại giờ đó có một cái tin vui. Một cái tin vui là một số những cái hotel ở trên Los Angeles thì hiện tại bây giờ họ không có hoạt động. Họ ngưng hoạt động rồi. Thì họ mới đưa cái nhà đó cho chính phủ sử dụng cho những người homeless. Ở trong đó thì chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cho cái hotel đó một số ít tiền để mà họ trang trải chi phí này nọ. Nhưng mà đó cũng là điều đáng mừng để mà những người homeless có nơi ở rồi an toàn sạch sẽ, thì tránh đi ra ngoài để mà tránh lây lan với nhau. Đó là cũng rất là tốt. Có một cái tin vui nữa cũng ở Los Angeles là bên Cali đó đã chi ra 1 tỷ đô để mà mua khẩu trang cho y tế và có thể cho người dân. Tại vì nhiều khi những người dân người ta không có tiền để mua, mà hoặc là không có tiền mà không có mua kiếm được hàng, thì họ sẽ chia cho những người dân để mà ngăn ngừa cái con virus này. Bây giờ người ta cũng khuyến khích đeo khẩu trang, giống như ở Riverside County nha quý vị, là đi ra đường là bắt buộc phải đeo khẩu trang, còn không là sẽ bị phạt 1.000 đồng. Đó, khi chúng ta ở rất là gần Riverside County nên chúng ta phải rất cẩn thận, nhiều khi mình không mới nhớ đó, mình không quên đeo là bị phạt. Còn ở Orange County mình thì đến hiện giờ Hồng Loan vẫn chưa nghe cái tin tức là cấm bắt buộc hay là gì hết, chỉ là khuyến khích thôi. Khuyến khích, nhưng mà tốt nhất là mình nên đeo. Hôm qua mình mới nói là Vũ Hán lúc 0 giờ là nó được tự do đi khắp nơi hết rồi. Và một cái chuyến bay đầu tiên từ Vũ Hán là chuyên chở những cái trang thiết bị y tế đã đáp xuống Úc, Australia. Đó. Và khi mà chuyến bay nó đáp xuống đó thì hàng hóa sẽ được dỡ xuống ở Úc, và những cái người phi công cũng như là tiếp viên hàng không á thì không bị cách ly 14 ngày. Theo cái luật kiểm dịch của Úc là như vậy. Mình cũng không hiểu tại sao, bởi vì bây giờ người dân Úc người ta cũng rất là lo lắng. Là tại vì không cách ly như vậy rồi đi khắp nơi rồi lây bệnh làm sao? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là những cái trang thiết bị về y tế đó đem qua có sử dụng được hay không, hay là càng tổn hại thêm cho nền y tế của Úc nữa. Đó là hai điều mà người dân Úc rất là lo lắng bây giờ. Đem qua từ Vũ Hán là nguy hiểm. Đó. Mình nghe tên thì mới sợ rồi. Mặc dù nó có vệ sinh hay là gì không, mình cũng nghe sợ rồi. Cái đó là giống như mình ngăn ngừa từ đầu đi. Chặt cỏ tận gốc đi. Mà không hiểu tại sao mà đến bây giờ mà bên Úc họ vẫn còn đặt hàng ở bên Trung Quốc như vậy, để làm chi? Theo Lộc biết thì một số lượng lớn người Úc là người Hoa, nên cũng khó cho họ. Tại vì dân bên Úc cũng người Hoa ở nhiều lắm. Ở bên Maryland đó quý vị, thì có một nhóm kỹ sư họ đang nghiên cứu là họ chế tạo cái máy mà pump sữa, máy mà hút sữa của người mẹ đó, thì họ chế tạo cái máy đó, họ chuyển nó thành cái máy thở. Một ý kiến cũng rất là hay. Thì họ nói nếu mà họ làm cái đó đó thì cái số tiền của một cái máy là khoảng 500 đồng, và cái máy nó sẽ sử dụng liên tục trong vòng 4 tiếng được. Hay quá. Cho bệnh nhân. Sau 4 tiếng mình thay mình mới khác thôi. Đó, sau có nghĩa là một cái máy thì họ phải xong rồi họ phải làm sao đó sạc hay là gì đó rồi để sử dụng tiếp nữa, nhưng mà sử dụng liên tục 4 tiếng. Bây giờ họ cũng đang đưa lên cộng đồng mạng, đó là kêu gọi mọi người hãy donate cái máy bơm đó. Nếu mà chúng ta không có sử dụng nữa thì họ kêu gọi. Thì ở đây là cái địa chỉ email của họ, thì Hồng Loan cũng muốn đưa đến quý vị. Nếu mà ai mà chúng ta cần có, mà chúng ta muốn donate thì đây là địa chỉ email. Quý vị nhìn này, ghi xuống ha. Ai có cái bơm sữa đó thì liên lạc với họ thử xem mình như thế nào. Không. Lúc kia mình không có, mà có chứ cũng không còn, đã lâu quá rồi. Hồi lúc đó Hồng Loan dở lắm, không có sữa nhiều cho Gia Linh. Không biết làm sao nữa, chắc tại ốm yếu thì sao á, có bầu mà không có lên ký nhiều, lên có 20 pound rồi sữa đó thì cũng đủ cho Gia Linh bú thôi. Rồi cái tới 3 tháng thì Gia Linh cũng bỏ sữa mẹ luôn, cho bú có 3 tháng. Là mẹ dở. Nói mà cái máy trợ thở đó, hồi xưa anh nhớ là bên Việt Nam họ dùng những cái giỏ xe căm nhông đó, xong rồi họ may làm sao đó thành một cái máy giống như máy trợ thở, mà mình không nhớ, mình mường tượng sao đó. Mình chỉ nhớ mại thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị coi cái video này, nếu quý vị mà có những cái sáng kiến nào hay á, góp ý cho bên tất cả mọi nơi để họ biết cách để mà họ làm những cái máy trợ thở mà đơn giản mà có thể hiệu quả tức thì. Lộc thì Lộc chỉ nhớ mại vậy thôi, hồi xưa như vậy. Thì Hồng Loan cũng có nhớ, Hồng Loan nói Lộc giờ mình ráng mình suy nghĩ thử coi. Cũng nghe nói mà bệnh đó mà không có máy thở cũng sợ quá, mà mình nghĩ thử coi nếu mà làm được thì cũng đỡ. Và cái mà Hồng Loan nói mà chuyển cái bơm sữa đó quý vị, thì những cái người kỹ sư này họ cũng vẫn đang chờ FDA approve thì họ mới cho ra được cái số lượng. Nhưng mà cái đó thì họ sẽ làm rất là nhanh, trong vòng bao nhiêu tiếng là họ đã chuyển đổi được một cái máy đó rồi. Quý vị ơi, nếu mà muốn kinh doanh mà về mà khẩu trang đó thì đừng nên nha. Có một cái anh này, anh mới bị bắt và có thể bị ở tù vì ảnh bán 20 cái khẩu trang N95 mà giá 300 đồng. rau bán, mới rau bán thôi. Là đã bị bắt rồi. Thì người ta tịch thu được rất là nhiều khẩu trang trong nhà ảnh. Và bây giờ là chuẩn bị đưa ra tòa đó quý vị. Và ngoài ra đó thì ở bên Ấn Độ hả? Trong thời điểm này mà tổ chức đám cưới. Trời ơi. Rồi xong rồi cái cũng bị cảnh sát đến và cô dâu chú rể thì bị bắt. Và những người mà đi tham dự tiệc cưới là bị phạt một số tiền cũng lớn đó quý vị. Ấn Độ khó lắm á. Lộc có cho quý vị coi mà mấy cái video mà đi ra đường bị quýnh á. Quýnh như là con không nuôi, con không đẻ vậy đó. Trong cái thời điểm mà phải giữ khoảng cách như vậy á, thì buồn nhất là mấy ông bà già mà ở nhà có một mình á. Quý vị biết là người Mỹ á, rất là cô độc ở nhà một mình. Thì Hồng Loan thấy được một cái video á, là sinh nhật của một cái ông cụ này. Thì ông ra ngoài trước nhà ông ngồi đó, thì vòng vòng những người ở trong xóm trong khu đó họ đi ngang để mà họ chúc mừng sinh nhật của ông. Quý vị hãy xem nha. Đó. Trên xe thì họ gắn những cái bảng happy birthday rồi chúc mừng từ xa. Thấy rất là dễ thương và mình coi mình cũng rất là xúc động. Những cái người lớn này mà họ nhận được những cái điều đó đó là họ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là quý thưa quý vị, nhất là trong thời điểm này. Mà đôi khi nhiều khi trong thời điểm này mà họ được quan tâm lo lắng nhiều hơn. Ở Mỹ mà sống người lớn tuổi mà sống một mình đó, cô độc rồi nhiều khi ra đi hồi nào cũng không biết luôn. Chuyện đó là rất bình thường. Có chuyện đó. Tại gần nhà Lộc đó, có một cái người đó làm trong quân đội mà về hưu rồi. Ổng ra đi hồi nào không biết. 3-4 ngày sau đó, người ta mới phát hiện, gọi cảnh sát tới. Rồi mới gọi con ổng. Con ổng mới biết. Coi như không ai biết hết. Bởi vì ở bên Mỹ này nó cũng có những cái người lớn tuổi cũng hơi buồn. Ở bên Việt Nam thì người lớn thì con cháu rồi quây quần kế bên sống chung rồi ha. Mặc dù là gia đình nhiều khi cũng lộn xộn phức tạp tùm lum nhưng mà nó vẫn là vui hơn. Là ở bên đây là đa số là sống một mình vậy đó. Trong thời gian này ở nhà đó thì nhiều người ta cũng không được ra đường. Xong rồi cái người ta phải chế tạo những món thức ăn. Nhưng mà Lộc đưa ra mấy tấm hình này, quý vị coi những gì nhìn, coi quý vị dám ăn không nha. Thấy ghê quá à. Ai mà rảnh quá đi chế tạo mấy cái hình này nhìn thấy ớn. Nhìn muốn nổi da gà luôn vậy đó. Thôi nè, bây giờ gửi đến quý vị là coi như là bữa cơm chiều của gia đình của Bảo Lộc Hồng Loan ngày hôm nay này nha. Đó, thịt luộc, cá kho, rau xào, canh chua cá đó. Không có cơm luôn. Cuối cùng tóm lại là được con dĩa rau luộc với lại chén mắm thôi quý vị. Kệ để ăn lót dạ. Ăn lót dạ đi, chắc nếu mà kiểu này mà kéo dài là sắp tới là chúng ta chắc cũng phải như vậy đó quý vị ơi. Nhưng mà nói cho quý vị cũng đừng có bị buồn nữa. Là ở Mỹ này họ nói là ngày 15 tháng 4 sẽ là đỉnh điểm. Và họ đã giống như dự đoán được là cái chiều hướng đang đi xuống. Nên quý vị cũng bớt lo, yên tâm đi. Chúng ta cố gắng còn vài ngày nữa. Hy vọng là cái dự đoán nó sẽ đúng. Và đến ngày 15 tháng 4 trở đi thì mọi thứ sẽ dần dần nó trở lại. Thì chắc chắn mình biết là nó sẽ không trở lại nhanh đâu. Ít nhất là cũng phải tới giữa hoặc cuối tháng 5. Nhưng mà nó đã bắt đầu nó giảm xuống là chúng ta mừng rồi. Và một cái hình ảnh cuối cùng để gửi đến quý vị là vui chút là hôm bữa Hồng Loan có nói là ở Việt Nam là người ta để đồ ăn cho đó. Thì người ta ghi hàng chữ là nếu bạn có khó khăn thì bạn cứ lấy một phần, còn nếu bạn thấy ổn thì bạn hãy nhường cho người khác. Và đây là một cái bức hình mà chỉ là vui thôi nha. Đừng tưởng thiệt rồi hỏi Hồng Loan ở đâu là đi lấy, là Hồng Loan không có biết đâu. Mà Hồng Loan mà biết Hồng Loan lấy hết trước rồi. Toàn là vàng không à. Mà dám để là nếu có khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Cái này chắc photoshop quá, chỗ tìm vàng nào khùng. Hơi bị khó. Hơi bị khó. Rồi. Ok, chia sẻ quý vị một chút xíu cuộc sống gia đình của Loan với lại Lộc cũng như bé Gia Linh, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau những cái chuyện không vui của bệnh dịch cũng như là những cái chuyện vui để chúng ta sống lạc quan hơn trong cái thời điểm khó khăn này ha quý vị. Và mong một ngày trời sẽ sáng. Ngày hôm qua ở Việt Nam nó cũng mưa tầm tã luôn, thì Mỹ cũng mưa, Việt Nam cũng mưa, thì hy vọng là sẽ gọi rửa sạch hết mấy cái con virus này, nó biến đi mất hết dùm cái cho càng lẹ càng tốt nha quý vị nha. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại bữa sau mình sẽ cùng nhau nói chuyện tiếp ha. Bye.